Câu chuyện ba anh em nhanh trí. Có ba anh em nổi tiếng thông minh. Để thử tài nọ, nhà vua cho gọi vị quốc lão đến và nói thầm một điều gì đó. Vị quốc lão liền ra ngoài cung điện, lát sau trở lại cùng hai quân hầu khiêng vào một chiếc hòm lớn. Ba anh em đã chú ý theo dõi kỹ hai quân hầu từ đâu đến, khiêng chiếc hòm rồi đặt xuống sàn nhà ra sao. Nhà vua phán: "Hãy đoán xem trong hòm đựng thứ gì?" Người anh cả đáp: "Đó là một vật hình tròn." Người anh thứ hai nói thêm: "Vật đó là quả lựu." Người em nói tiếp: "Một quả lựu xanh." Nhà vua sai quân hầu mở hòm ra, quả thật trong hòm có một quả lựu chưa chín. Nhà vua kinh ngạc cầm quả lựu giơ lên cho mọi người thấy, rồi hỏi ba anh em: "Làm sao mà các ngươi đoán được trong chiếc hòm có một quả lựu còn xanh?" Người anh cả đáp: "Dạ, chiếc hòm được hai quân hầu khiêng tới, nhưng nó nhẹ tênh. Khi hòm được đặt xuống sàn, hạ thần nghe có vật gì nho nhỏ lăn từ bên này sang bên kia." Người anh thứ hai nói tiếp: "Còn hạ thần nghĩ, cái hòm được đưa từ ngoài cung điện vào, với một vật nhỏ lăn được thì hẳn là quả lựu, vì cạnh cung điện có rất nhiều cây lựu." "Rất đúng," nhà vua nói. Rồi ngoảnh về phía người em út, vua hỏi: "Nhưng làm thế nào mà ngươi biết được quả lựu ấy còn xanh?" "Thưa bệ hạ, vào mùa này lựu đang ra quả nên còn xanh ạ." Khâm phục tài quan sát và sự nhanh trí của ba anh em, nhà vua reo lên: "Các người không giàu tiền bạc nhưng rất giàu trí khôn. Chuyện dân gian Uzbek